Công viên Đầm Vuông rộng gần 83.000 m², nằm trên đường Lý Thánh Tông thuộc phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn. Ngay gần ngã ba đường Lý Thánh Tông, Phạm Văn Đồng, khu vực giao thông trọng điểm đi ra khu du lịch Đồ Sơn. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, công viên này gần như không được cải tạo, sửa chữa, ảnh hưởng đến diện mạo đô thị quận và lãng phí đất đai. Quý vị và các bạn, dự án xây dựng công viên Đầm Vuông được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt từ năm 2002 và Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn phê duyệt điều chỉnh một lần tại quyết định số 2916 ngày 26 tháng 12 năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 29 tỷ đồng từ nguồn thu ngân sách trung ương để lại cho quận. Tuy nhiên, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng cũng như nguồn vốn nên dự án dang dở nhiều năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Thời điểm này, quận Đồ Sơn đang tái khởi động, hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị khởi công vào tháng 9 tới. Hầu hết các bồn cây, lối đi, khu vực bờ hồ cảnh quan đều tùm cỏ, nhếch nhác. Nhiều hạng mục công trình hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng là những hình ảnh mà phóng viên thời sự ghi lại trong những ngày vừa qua. Được biết, ngày 20 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã có quyết định số 2109 về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang công viên Đầm Vuông trên cơ sở hiện trạng của công viên với tổng diện tích gần 83.000 m², tổng mức đầu tư hơn 68,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố 80%, ngân sách quận Đồ Sơn 20%, thời gian thực hiện trong 2 năm 2023-2024. Theo đó, dự án sẽ cải tạo các khu đất trống, đất sử dụng không hiệu quả, cải tạo các lối đi đường dạo quảng trường, cải tạo khuôn viên cây xanh, cải tạo hệ thống thoát nước, cấp nước, bổ sung các hệ thống hạ tầng trang trí cho cảnh quan công viên, xây dựng các hạng mục phụ trợ, bổ sung thảm cỏ, cây trồng, điện chiếu sáng. Trước thông tin này, người dân quận Đồ Sơn nói chung, người dân phường Hải Sơn nói riêng rất vui mừng, phấn khởi, bởi đã từ rất lâu, họ mong chờ việc dự án được khởi động để nhân dân có nơi vui chơi, luyện tập thể dục thể thao theo đúng nghĩa. Thấy có một cái dự án như vậy thì dân cũng rất phấn khởi là có được cái dự án để cho nơi có nơi tập luyện, nơi hoạt động, vui chơi, giải trí. Mặc dù trên địa bàn tổ dân phố nhưng nó là trung tâm của một quận này. Nhưng cũng rất mong là có một cái dự án, triển khai dự án này để nó đẹp đẽ cho cái tổ dân phố và cho quận này nói chung. Để cho là nó tránh cái sự nhếch nhác, của bẩn thỉu ở cái khu vực này. Công viên Đầm Vuông này là xuống cấp. Các dụng cụ thể dục thể thao của nhân dân bà con tập luyện ấy, thì cũng nhiều cái là bị gãy. Thế rồi là đường đi lối lại là cỏ mọc tùm. Thế cho nên là nhân dân cũng mong muốn, nguyện vọng là cái dự án này là sớm được triển khai để cho nhân dân sử dụng tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Được biết, dự án cải tạo chỉnh trang công viên Đầm Vuông đang chuẩn bị được khởi công ngay trong những ngày đầu tháng 9 tới. Quận Đồ Sơn cũng đã có văn bản yêu cầu dừng mọi hoạt động tại công viên Đầm Vuông để phục vụ thi công dự án. Phấn đấu sau khi khởi công sẽ triển khai thi công, bảo đảm đúng tiến độ và hoàn thành trước Tết.